Trấn Thành bị nghi chưa chuyển 4,3 tỷ từ thiện cho Thủy Tiên, netizen đào lại phát ngôn năm xưa. Những ngày qua, loạt lùm xùm giữa nghệ sĩ và tiền từ thiện thu hút sự chú ý của công chúng. Trong đó, Trấn Thành là nhân vật mới nhất bị réo tên bởi nghi vấn chưa chuyển khoảng 4,3 tỷ đồng cho Thủy Tiên. Câu chuyện bắt đầu từ việc nhiều người hâm mộ thấy phật lòng khi ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn nhiều người đã cùng cô quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung, nhưng không nhắc đến Trấn Thành. Bởi lẽ trong khoản tiền kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày, Trấn Thành đã gửi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng, 1 tỷ đồng cho Hồ Ngọc Hà. Số còn lại 4,3 tỷ đồng anh sẽ gửi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ bà con do Thủy Tiên khởi xướng. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng việc Thủy Tiên không lên tiếng cảm ơn Trấn Thành vì cô không nhận được tiền quyên góp từ Trấn Thành. Theo báo Người Lao Động, Thủy Tiên đã khẳng định sau khi nghe thông tin râm ran trên mạng, ekip của cô cũng đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến nay cô vẫn chưa tìm thấy khoản tiền 4,7 tỷ từ phía nghệ sĩ Trấn Thành vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều. Vấn đề này ngân hàng báo với bên mình có rất nhiều người chuyển tiền vào nên không thể kiểm soát các khoản tiền lúc này được. Hiện tại Thủy Tiên sẽ không có bất kỳ phản hồi nào về sự việc này vì nó rất nhạy cảm lúc này, mong mọi người thông cảm, Thủy Tiên nói. Phản ứng của cả phía Thủy Tiên lẫn Trấn Thành tất nhiên không thể khiến dư luận hài lòng và ngay lập tức họ chỉ ra điểm bất thường. 4,3 tỷ đồng của người hâm mộ quyên góp mà Trấn Thành thông báo sẽ chuyển cho Thủy Tiên là một số tiền vô cùng lớn. Vậy chẳng lẽ lúc chuyển tiền Trấn Thành lại không có sao kê online hay có động thái thông báo với phía Thủy Tiên bằng một tin nhắn cuộc gọi hay sao? Tại sao sự việc này từ tháng 10 năm ngoái mà đến bây giờ, sau hơn nửa năm, lúc được hỏi tới, câu trả lời của phía giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng lại là ngân hàng chưa kiểm tra được và vấn đề này rất nhạy cảm lúc này. Đặt vào tình huống một người bình thường, chuyển khoản đi một số tiền dù nhỏ nhất cũng thường có động thái chụp lại sao kê. 430.000, 4.300.000 đồng cũng phải lưu lại, chứ đừng nói là con số 1,3 tỷ đồng như thế này. Hơn nữa, giữa Trấn Thành với Thủy Tiên là mối quan hệ khá thân thiết, việc thông báo cho nhau khi chuyển khoản lại càng dễ dàng và nên làm. Vì thế điều này khiến dân tình càng thêm khó hiểu. Giữa loạt ồn ào, người hâm mộ đã đào lại clip trò chuyện của Trấn Thành và Đại Nghĩa vào tháng 10 năm 2020. Theo đó, đây là đoạn clip được cả hai ghi lại nhằm xác nhận nam MC đã chuyển 3 tỷ đồng cho Đại Nghĩa để cứu trợ bà con miền Trung. Đáng chú ý, trong đoạn clip này, Trấn Thành đã nói, cái này mình có thì mình giúp những người đang thiếu, mà quý vị cứ phải nói lại giải trình số tiền này ra cái này cái nọ thì nói thiệt tụi em không làm. Đó không phải là nhiệm vụ, không phải sinh ra phải làm từ thiện. Làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm và thiện nguyện của mình. Tụi em làm, tụi em rất cực vì phải làm đủ thứ chuyện. Nói thật quý vị, cái tiền đó không ăn đâu, không ăn một đồng nào hết vì ăn không sống nổi, không ngóc đầu lên được đâu. Quý vị yên tâm, tụi em thà không làm, tụi em đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không ai ăn đâu. Đáp lại Trấn Thành, MC Đại Nghĩa cho biết, mặc dù có nhiều người nói tại sao đi làm từ thiện phải trương cái tên mình lên làm gì, nhưng phải đưa lên để quý vị biết chúng tôi làm rồi. Ngay cả việc chúng tôi ngồi đây quay cái clip này cũng vậy. Chúng tôi sợ mất công người ta nói nhận tiền rồi, không biết có làm gì hay không. Nếu như quý vị từng theo dõi Đại Nghĩa hay Trấn Thành trong công tác nghệ thuật và xã hội sẽ đặt niềm tin. Đại Nghĩa hứa sẽ làm hết sức có thể để làm rõ mọi thứ, minh bạch cho quý vị. Sau mùa lũ này tôi sẽ chụp lại sao kê, đóng góp và chi của mọi người để gửi lên. Chúng tôi sẽ có thao tác công bố bao nhiêu tiền nhận vào và các khoản chi ra, vì mục đích gì, cho địa phương nào. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2020, Trấn Thành thông báo đã kêu gọi được hơn 87 tỷ đồng, trong đó có 300 triệu đồng của riêng Trấn Thành, sau 3 ngày phát động kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt. Số tiền này, nam nghệ sĩ trích gửi 3 tỷ đồng cho MC Đại Nghĩa để mua xuồng, nhu yếu phẩm cho người dân tỉnh Quảng Bình. 1 tỷ đồng nam nghệ sĩ gửi cho Hồ Ngọc Hà, còn lại chuyển toàn bộ vào quỹ do ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi. Thời điểm đó, hành động của Trấn Thành nhận được nhiều tán dương của dân tình.